đang chiêm ngưỡng những chiếc xe hoa đang chuẩn bị diễu hành năm thành phố đây các bạn ạ. Đoạn đường của sư liệu quán này thì đang được chặn hai đầu để bà con đi bộ vào phía trong này chiêm ngưỡng. Các bạn thấy phía trước chùa Từ Đàm ở đây. Và đi lùi sau cùng, chiếc xe sau cùng còn dài lắm quý vị. Đoạn đường của sư liệu quán này không có đủ để những chiếc xe hoa này đâu, cho nên phải qua bên đường Điện Biên Phủ nữa luôn cả nhà. Qua đến tầng đường Điện Biên Phủ. Đường sư liệu quán bên kia là Điện Biên Phủ mọi người. Đây là đoạn đường đây được chặn lại thì dành cho người đi bộ thôi, không có đi xe. Đây là chiếc xe hoa bày đó, hoa sen vàng đang góp tịch. Chúng ta chiêm ngưỡng tất cả những chiếc xe hoa đang chuẩn bị di chuyển. Đây là đường Điện Biên Phủ đây. Xe nhìn theo xe hoa chắc dễ đụng xe lắm rồi. Tắt đường ngay góc đoạn Nguyễn Huệ.